Hello chào các bạn, mình là Subi đây. Hôm nay mình sẽ làm video giả bot trong ảnh của Kira và mình sẽ đi vào kênh thế giới để xem là phản ứng người ta sẽ như nào các bạn ơi. Ok, thì bây giờ là mình thay đổi bot đi các bạn. Từ mỗi lần vào kho quần áo của anh hùng ý, mình rất ám ảnh các bạn ơi, bởi vì là rất là nhiều quần áo, rất là nhiều đồ các bạn ơi. Lúc bao giờ mình thấy đồ bot nhờ? Toàn đồ sĩ bên trên đi các bạn. Sau nửa tiếng lướt đồ của anh Hukira thì mình đã phối đồ boss rồi thì các bạn ơi. Thế lướt mỏi cả tay rồi thì các bạn. Trước khi vào kênh thế giới thì các bạn đừng quên kéo xuống bên dưới cho mình xin một like các bạn ơi. Đừng xem chùa thì các bạn, bởi vì là mình rất cần like của các bạn đi. Để là người động lực giúp mình làm nhiều video hay hơn cho các bạn xem đi các bạn. Và đừng quên bấm đăng ký kênh nữa nha các bạn ơi. Còn bây giờ thì đi ghép kênh thế giới thôi nào. Ô, team này có mic các bạn. Ủa gì? Cái gì là cái gì? Hùng Akira. Hình như là bên này có nhận ra anh Hùng các bạn. Hùng Akira. Là ai vậy? Mà thề vừa nói xong mà lại phải được ngay câu đói các bạn ơi. Buồn cười vãi. Idol đấy nhiên. Hình như có biết anh Hùng Akira là idol các bạn, nhưng mà không biết là ai, không biết rõ là ai các bạn. Không biết anh Hùng mới vậy. Ui, team này đang quan trọng mic đấy các bạn ơi. Không biết không chơi chơi hay sao đấy các bạn. Ai kích lên nha, bye bye luôn rồi. Ủa, vai không có mic nó kinh các bạn ơi, dối thế nhở. Đây rồi, lại có team tử chiến này, má thật sinh tồn thì các bạn ơi, team tử chiến khó vãi. Ủa, sao vừa vào đất là trận rồi, nhanh vậy, từ từ xếp nào. Ủa, các bạn nhìn riêu các bạn ơi, Đức Móm, ủa cái gì vậy? Hình như đây là phay Đức Móm, sao đặt là Đức Móm, các bạn đặt nhờ vậy sao các bạn, trời ơi. Các bạn nhìn này, bạn chủ phòng cũng là kiểu đặt tiền sử là Đức Móm thì các bạn ơi, ủa. Kiểu như là đây như kiểu hội fan anh Đức Bom với các bạn ơi, vãi. Rồi cái team này vãi, nãy giờ cứ kiểu ra ra vào vào các bạn ơi. Sao mình còn lại bị lỗi, team trận đi các bạn. Yo. Đổ quá. Có mic, có mic, có mic. 79 sao. Bot. Quá. Nào đây. Vãi. 79 sao. Cái bạn kia có một bạn chỉ con đang chơi cùng bạn này, xong kiểu một bạn thì bảo là bot, một bạn thì kiểu bất ngờ vì rank cao các bạn ơi. Let's go. Chalo, anh ra. Ok, nhưng mà đấy thiếu ghi mà. Nếu ba người là sẽ vào được. Có một cái bạn tới vào được boss, sau thì hét to lên là boss thì các bạn ơi, tức thế nhở. Sao lúc mình kiếm được team, sao bây giờ lắm người mời tử chiến vãi các bạn ơi. Trời ơi, chẳng lẽ bây giờ rồi team này sẽ vào mình team kia nhở. A few moments later. Ok, và trời đi các bạn ơi, thì bây giờ là để xem team này bắn như nào nha. Và mình sẽ cổ bản hay để cho các bạn chỉ coi hôm nay không ngỏ hét là boss luôn nha các bạn. Quá, Đức Móm. Cái gì vậy? Ủa, trùng hợp à các bạn ơi. Nãy là mình cũng gặp một hai bạn đặt tên là Đức Móm, Đức Móm với các bạn. Xong bây giờ lại gặp Đức Móm với team địch thì các bạn ơi. Cái gì vậy? Đức Móm xâm chiếm Free Fire hả các bạn? Cái gì đấy nhở? Lại có khỏi Đức Móm mà lại là Đức Móm với các bạn ơi. Buồn cười vãi, trời ơi. Ảo ma thế nhở? Nhưng mà trận này mình gặp team kiểu bot thì các bạn ơi. Không sao, nói chung là team nào cũng được. Thì bây giờ làm cái bàn thắng đó cho các bạn ơi. Để xem là cái bạn kia bạn có mở mic đâu nha các bạn. Ủa sao mà chạy im lại hết rồi này. Trời ơi, mở mic lên xem nào. Và mình nhận ra là kiểu bây giờ ít người nhận anh hùng ấy nhở. Kiểu như là mình có cái gì tới chả ai nhận anh hùng với các bạn ơi. Kiểu không để anh hùng ấy, trời ơi. Mấy bạn này như kiểu mới chơi FIFA các bạn ơi. Thế nên là không biết anh hùng kia là các bạn. Mới là chỉ để ý là rank gì với cả là mặc đồ gì thôi các bạn ơi. Chả để gì anh hùng kia là các bạn. Chắc là kiểu mới chơi thế nên là không biết một huyền thoại từng hot một thời các bạn ơi. Mà bây giờ anh Hukira vẫn nổi mà, vẫn rất là hot trên Free Fire các bạn. Tại sao mới lại không nhận ra nhở? Thật sự luôn đấy. Ok. Này, ok, từ. Trước mặt mình đang có mấy người mà mình chủ quan thế nhở. Tự nhiên mình lao lên, mình bắn lại. Tiêu rồi. Cứu mình với, cứu mình. Kìa, hai ông cứu vai, chả quay lại cứu mình các bạn. Hay là coi thường mình là boss nhở? Trời ơi, qua lại cứu xem nào, cứu không có Kira với. Trời ơi, ham kêu vãi. Biết là không cần kiếm cũng thắng nhưng mà ít ra phải cứu chứ, kiểu như là cho tình cảm anh em đi lên chứ. Chắc bên này mới chơi game Free Fire rồi, thế nên là không nhận anh hùng các bạn ơi. Tầm 1-2 năm trước mà cầm anh không Kira vào game xem, kiểu gì cũng sẽ ra nhiều nhận ra các bạn. Còn bây giờ chắc cũng anh mới chơi game thôi, nên là không biết huyền thoại của Kira rồi. Ok. Các bạn đang xem video của mình, có bạn nào đã và đang từng là fan của anh không Kira không? Đừng quên comment cho mình biết nha. Và các bạn biết anh Hùng Akira từ khi nào, được quên công cho mình biết nhá. Và mình sẽ thống kê lại và mình sẽ gửi cho anh Hùng Akira xem nha các bạn ơi. Để xem là bao nhiêu bạn trên kênh của mình biết anh Hùng nha. Ok luôn, Đức Móm à. Bây giờ là mình sẽ không cứu thì các bạn ơi. Mình sẽ thử khốn nạn một phát nhá.
mình sẽ mặc kệ team mình nhé các bạn, để mình sẽ đi ăn kim một mình nha. Kiểu các bạn đó nãy không cứu mình ấy, thế là mình sẽ không cứu các bạn đó đâu. Mình sẽ kệ các bạn đó luôn nhá. Ừ, cho chết bo luôn. Ui, quay. Bây giờ không cứu team xong để thua phải rất là nhục nhã các bạn ơi. Thế nên là phải cẩn thận chứ. Ôi, chị chết đây. Ok, còn một đường cuối đi các bạn ơi. Thì bây giờ là mình sẽ cầm katana chém nó nhá. Mình sẽ câu giờ nha các bạn, để xem là có ai trong team của mình mở mic lên và nói gì không nha các bạn ơi. Mình sẽ kiểu gây khó chịu cho team của mình nha. Ok, nó kia kìa. Từ từ, mình sẽ tiếp cận lại gần đó và mình sẽ chém nó nhá. Từ từ, từ từ thôi các bạn ơi, bình tĩnh thôi, không được chảy vội cả. Đấy, ở à, đây là các bạn. Bán làm sao được. Ui, bo đang vào bên này này. Ừ, mình cứ đợi bo vào, mình chém nó thôi. Từ từ các bạn ơi, phải vội đâu đó. Nay mới vào từ bên kia mở mic xong bây giờ tại sao lại tắt thôi nhờ. Ờ nay các bảo là bot cái thứ với cả là bất ngờ vì rank của mình cao cơ mà. Kiểu có hai bạn đang chơi chung một máy sao các bạn ơi. Này ôi may quá, pha này cũng hơi nguy hiểm, từ là mình sẽ chết rồi chứ. Đức màu VT đang gánh team kia các bạn ơi, trời ơi. Khổ thân anh Đức móm. Buồn cười vãi, làm Đức móm là sao nhở, làm Đức móm của các bạn ơi, buồn cười thế nhở. Vừa cái máy xảy xong bây giờ lại gặp trong trận các bạn. từ, mình sẽ leo lên đây đã nha các bạn. Leo lên trên cao nghịch một xíu nhá. Đàn nào trận này cũng gặp team kiểu hơi bớt bót đấy các bạn ơi. Thế là bắn cứ thoải mái các bạn, không vì gì phải vội cả. Ừ, kiểu giật thắng các bạn ơi. Bởi vì là team mình mà chết thì mình vẫn sẽ cạnh team thôi các bạn ơi. Không sao cả, gọi team mình chứ. Kiểu gì là mình chẳng thắng được, là sao mà thua được. Trời, bốn không là cái chắc ấy các bạn ơi. À, nó kia, từ từ, bây giờ mình chặn treo đây nhá, không cho bạn kia bắn đi các bạn ơi. Ừ, phá team luôn nha các bạn. Và mình sẽ bắn bài đó nhá. Ok, nhường kill cho mình với nào. Ok, chấp. Này. Ok, chắc là mình sẽ dừng video đây nhá. Và các bạn muốn mình làm gì trong Aqua Kira ở video tiếp theo, lại đừng quên comment cho mình biết nhá. Và mình sẽ thực hiện nha. Ok. Còn bây giờ đừng quên cho mình xin một like với kênh và đừng quên bấm chuông đăng ký để nhận thông báo ra video các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video theo nha. Bye bye.